Hôm nay tôi ăn bún riêu cua. Oh my god. Ê, thật ra mình có một thắc mắc á, tại sao ở trong đây bún riêu cua lại mọi người lại cho mắm tôm nhỉ? Và hôm nay tôi lại uống nước ép thơm. Sao bún riêu mà có một cảm giác ăn như bún mắm vậy trời? Riêu cua. Cười cay quá. Ngon quá. Xong rồi, bye bye. Nguyên cốc kombucha siêu to khổng lồ. Hôm trước có bạn comment với tôi bảo là chị hay ăn thử các loại bánh mì đi, thì hôm nay tôi ra siêu thị tôi mua được đống bánh này. Mỗi cái tôi sẽ ăn một miếng, chứ còn ăn hết từng này chắc tôi nên 10 ký quá. Hai cái này tôi sẽ để cuối tại vì tôi biết nó rất là ngon. Chúng ta ăn sô cô la trước nhỉ. Ok, để xem nào. Nó chỉ là bánh mì. Ăn cũng cảm giác vị cao cao một xíu. Tiếp theo đến một cái bánh mì, nó có xúc xích ở trong, mở ra coi. Ngon nha, mới xúc xích bánh xí. Tiếp theo đến bánh mì Custa. Xé. Thơm ngon nha. Tiếp theo bánh tam giác hạnh nhân. Trời ơi, cái bánh này nó xuất sắc. Bánh dorayaki của Doraemon. Bánh mì cuối cùng, bánh mì sấy giòn. Để dành hôm sau ăn tiếp. Bye bye. Hey chào, hôm nay tôi ăn bánh tại vì tôi không thể cắn được miếng to được, mà bình thường tôi cũng không ăn miếng to, nhưng cái này tôi có thể xé. Hôm nay chúng ta ăn bánh cá. Bánh cá này là tôi đặt là phô mai kéo sợ. Không biết là kéo được không ta, vẫn đang nóng nha, còn hơi nóng. Hả? Không kéo được nhiều lắm. Ok. Trời ơi, phô mai là béo. Phô mai có đùn. Đây, phô mai đây, trời ơi. Tiếp theo, bánh trứng gà non. Tôi đặt đá mix 3 vị truyền thống, matcha và sô-cô-la. Bên trong có gì không? Có nhân hoặc không? Matcha. Truyền thống.
sau khi ăn bánh trứng gà non thì tôi phát hiện là bánh cá ngon hơn trứng gà non nha em. Rồi, ok, bye bye. Bánh cá ngon hơn. Ở nhà tôi không ăn bún chả, đến sân bay tôi ăn bún chả. Bữa có nhiều bạn comment bảo là mặc dù quá chen nhưng mà chị hãy ăn bánh đồng xu đi. Và bây giờ tôi rút kinh nghiệm là oh my god, nhìn đã quá ạ. Người khác nói bánh đồng xu này theo chen này kia rồi sau đó không bán được, chứ còn tôi vẫn thấy ngon nha. Kiểu nó là một bữa ăn vặt cũng được ạ. Đây thì các mua đặt thêm trà chanh giã tay. Thật ra để lần đầu các mua uống trà chanh giã tay nữa. Theo chen muộn. Không, cái này là siêu muộn. Vị kiểu có chút sả sả. Wow. Đây Camu thấy một cái bánh chuối khá là cute nên là Camu đã đặt mua. Ủa sao trên hình nó có mặt cười này mà sao ở đây không có ta? Buồn hết. Bình thường Camu không thích ăn chuối lắm. Bánh chuối chính xác hơn, chứ còn chuối tươi Camu ăn được nhé. Nào chúng ta cùng xem. Ồ cái này cũng kéo sợi này, nhưng nguội, nó nguội rồi. Nó không có vị chuối đâu, miếng chuối rồi hết trơn rồi. Wow. Thật ra là một cái bánh đồng xu á, bánh cốc nước này nó thừa sức no rồi. Tôi không nên đặt thêm, nhưng mà do tôi thấy nó quá cute nên tôi đặt. Bye bye. Hello. Mọi người nhớ không, ngày trước là Camu có làm một cái review về cái tiệm này rồi. Nhưng mà vì cái review đấy nên là tôi bị thích cái quán này. Đó chính là gà Hotpay. Tôi bị thích cái gia vị ấy. Đây là dâu mực chiên. Tôi có dặn shop là tôi thích ăn đậm nên hãy cho tôi nhiều gia vị. Và mọi người nhìn gia vị của nó này. Dâu mực này. Quả là gì ta? Nấm. Tôi thích nấm ngày trước, nấm ngày trước là miếng nhỏ. Miếng to quá. Đáng nhẽ là trong combo nó có nước xấu cơ. Nhưng mà bây giờ không phải mùa nên là không có nước xấu. Chuyện qua bảy áp. Đã quá. Chúng ta cùng ăn gà khổng lồ nào. Nó có cái kéo rất là thú vị ở đây.
chân gà rút xương. Hơi nhiều quá, để dành lần sau ăn tiếp. Bye bye.